Rồi thầy soạn công văn gì thầy có đau vô cái máy điện thoại cũng được, mà thầy chép ra cái máy nguyên, thầy cần cái máy vi tính tốt nhất để sử dụng đi luận văn rồi đi học hàng ngày, thầy sách đi học mỗi ngày. Rồi cần cái iPhone đó là không phải thầy đòi hỏi là theo danh theo lợi, mục đích cái phương tiện là tốt nhất, không bị lỗi chương trình gì. Thầy có thể cài những chương trình nào về tiếng Anh nè, thầy có thể nghe hàng giờ học tiếng Anh, rồi soạn những văn bản tự mình nghe lại rồi mình giảng ra đặng cho lưu được dữ liệu trong cái điện thoại luôn. Thầy giờ thầy muốn là cái điện thoại iPhone 12 à? Ừ. iPhone 12. Ừ. Rồi cần một cái máy vi tính laptop tốt nhất. Cái loại gì rồi? Thì thầy, cũng y vậy luôn. Thầy nói ra iPhone, cái loại để Phật tử iPhone đó... luôn đi. Thầy thấy hai cái đó thì cũng giờ... Macbook luôn á. Ờ đúng rồi, thầy muốn hai cái đó. Nhưng mà đừng nói thầy muốn nha. Nói họ nó kham rồi thầy muốn đồ tốt. Mình học thì cần cái tốt nhất rồi, nhưng mà mình nói vậy quá kham. Nào thầy cho kham, muốn làm tượng Phật to cũng là kham, Phật to chùa lớn là thầy cũng kham. Rồi thầy kham tiền, rồi thấy đẹp quá thầy thu hút, thầy cũng là ham sắc, háo sắc, yêu đời, cái đó là cái giáo chấm. Qua em gái đó cũng có nói với em đó là tính xuống thăm thầy, mà có coi clip á thầy thích trai cho nên là cũng ngại ngại tặng trai vậy. Cũng tính là muốn mua cho thầy cái iPhone gì 12 Pro Max gì đó. Thì ngư hở mà bả lớn, bà có con trai 18 tuổi 20 tuổi và học đại học rồi á, tặng cho thầy đi. thầy nhận để thầy làm cái gì thầy? Thì thầy nuôi ăn học tiếp, đi tu học là đi học tiếp, và có thể là ở với thầy cả đời. Đâu phải cứ hỏi đó này là ở đi tu, sửa, làm việc thiện, làm việc văn phòng, không văn. Nhưng mà em thấy giờ thầy cũng nay thầy cũng 40 rồi, giờ học quá trời học rồi, mốt vậy dạ, lo rồi. Chuyện nữa. Thanh niên nào học yêu người có 60 năm, nuôi nó để mình nuôi dưỡng nó thành tài, nó làm việc giáo hội, làm việc công tác cho mình. Chứ thầy già một ai mà yêu thầy. Hơn nửa đời người, tao nói 30 là nửa đời người rồi, giờ 40 là hơn nửa đời người rồi, có gì nữa đâu. Còn thầy có thầy không có giỏi cao, nhưng mà thầy có giỏi bấm Việt. Dù thanh niên mạnh nào thầy chọc một điểm tự nhiên đứng trồng có thể 15 đến nửa tiếng, mà thầy bấm mà tự nhiên mới xả ra sống lại. Giờ thầy thử được không? Không được. Đó, thật đó họ bắt chước có cái quyệt hết. Còn quánh chỉ cần thầy đánh một nhược điểm có thể cũng nằm một đống. Thầy có giỏi không? Thấy coi clip thầy có đánh giỏi gì mà không? Có, thầy Hiếu Lâm Tự hồi xưa thầy giáo viên dạy về, thầy có đi học võ cũng 3 năm. Thầy có thể múa một cái đường quyền Hiếu Lâm Tự chăm soi coi múa rồi thầy hồi đó thầy đi tập thể dục nó quay lén thầy ở trong văn phòng. Bên kênh của tụi con chưa có quay thầy múa võ nè. Múa một cái đường quyền được không? Thôi ngưng. Họ biết thầy nhiều, họ quýnh thầy mất công, họ đón đường, họ nói thầy học giỏi giờ quýnh tôi coi thắng tôi là ngon. Nhưng mà nhiều khi học giỏi giỏi nhưng mà biết đâu họ quýnh càng sao. Nhưng cái tướng này là chắc nè, nóng lắm, nhưng mà khi mình tu rồi mình phải sửa. Vô ông thầy có. Ủa thầy đứng bên anh là cũng nóng lắm à? Nóng dữ lắm, cũng nóng người lắm à? Tung phi á. Mình nóng tay thầy có cảm giác gì không? Sung sướng, hạnh phúc. Sướng thầy, sướng không? Thầy có nghĩ là vi phạm giới không? Đâu có, nam không phạm giới, nhưng mà mình nắm tay chứ không phải là mình rờ mó. Chỉ nắm tay là không phạm giới. Đúng rồi, nam nắm tay, nhưng mà nữ với nam là nắm tay là phạm giới. Nắm tay sướng không? Sướng, mình ngoại giao nhau là có nghĩa là mình đã hòa đồng nhau và mình yêu thương nhau, và bắt tay là công việc, hòa thuận và liên kết vào mọi lĩnh vực. Thầy muốn ôm một cái không? Thôi, ôm là bình thường mà, đâu phải lúc nào mình cũng ôm, lúc nào mừng quá mới ôm. Còn ôm quá người ta nói mình là lợi dụng hả? Lợi dụng thân thể. Ôm là gì? Ôm là yêu thương, ôm là mừng. Nhưng mà nhiều khi ôm quá là yếu, mà ôm quá người ta nói rồi mình đồng tình. Hai thằng này nó cũng có những vấn đề, nó yêu nhau mà nó công khai. Giờ thầy đi công tác nhiều, thầy cũng muốn một chiếc xe gì để đi không? Muốn, nhưng mà nửa tham nữa, ai mà không muốn. Giờ thầy cần, nhưng mà nói tóm gọn, cúng cho thầy cái xe tay ga không bằng cúng cho thầy chiếc xe hơi đời cũ. Thầy muốn là để mưa gió không bị gì, nắng mưa không cần gì, và để tập sách vở giấy tờ gì không ướt, không có. Rồi thầy đi đâu thầy muốn bết, thầy dựa vào cái khu nào đó thầy để xe, thầy nghỉ dưỡng hoặc nghỉ mệt thì nó khỏe, hoặc đi học thầy hết, nó toàn diện. Thì cái đứa, nhưng mà nó tóm còn thầy ước mơ, thầy giống như chùa lớn thầy cũng ước mơ cho toàn diện, nhưng mà chưa đủ điều kiện. Không sao đâu, vẫn đưa lên tốt ước mình bảo đảm. Tức là chỉ cần chiếc xe đời cũ thôi. Chiếc xe đời cũ là khoảng bao nhiêu tiền là đủ rồi? Thì giờ xe đời cũ từ 150, 300 triệu là đủ rồi. Đừng cần tỷ. Tỷ đó để đóng tiền trường cho thầy học lấy 2 bằng tiến sĩ đi. Giờ tháng 8 này bắt đầu mở hồ sơ, mới học 2 ngành mới. Thầy sinh vào đại học luật à? Thầy tiến sĩ luật và tiến sĩ về quan hệ quốc tế. Giờ mà được chiếc xe ô tô, được chiếc iPhone 12, được cái Macbook. Vậy là thầy là máy tính xách tay chứ không phải Macbook. Đủ rồi mà đừng tham. Vậy là ai cho đừng nói trước thầy cứ trông mong, thầy lo lắng và thầy cứ mong muốn cho được. Ở lòng kham của thầy cứ mơ ước và mong mỏi, mà mong mỏi không được tự nguyện thì thầy chữ mấy thằng này rồi nói dốc làm cho tôi lo lắng, mong muốn cho được. Thì biết đâu đăng lên như vậy thì cái mạnh thường quân nào thấy yêu mến thầy thì mua tặng thầy. Thầy thì dễ mà, lúc nào cũng dễ ta hai bàn tay yêu mến, dang rộng vòng tay để chào đón à. Mình muốn ôm nhau khạc sát. Như bây giờ có thầy như bây giờ mà có cô nào mà muốn theo Phật, muốn theo thầy được không? Đã nói rồi, đã tu là cấm, là chùa tăng, là nu tăng. Chùa ni thì thầy giới thiệu qua chùa ni, thầy có thể làm giấy giới thiệu, thầy đóng dấu của chùa thầy luôn. Thầy nói giờ tôi có một đệ tử muốn giới thiệu qua chùa ni, với thầy tiếp nhận dùm một cô nữ đó về đó tu. Mà khi mà tu rồi người nữ không được nói chuyện người nam quá 5 phút, mà cũng không có nghĩa là không được chứa người nam ngủ qua đêm tại chùa mình. Như cái cô đó mà muốn yêu luôn thầy, muốn theo thầy luôn rồi sao? Không được. Thầy đuổi liền à? Thầy đuổi không cho vô luôn à? Tại vì cái đó là hành động không tốt. Và đã anh ta nói tu rồi mà mình còn không tha nữa. Dập ngay lập tức. Còn nếu mà khuyến khích bậy, giống như có một hai đứa nó rủ thầy mướn khách sạn 7 ngày 5 ngày rồi phải lo hết, thầy nói chưa gì thầy nó nghi ngờ quá, nghi ngờ vô nó cướp sắc của thầy sao? Không có, một ngày hay ngày bình thường nhưng mà ăn uống gì nó bỏ thuốc mê, hoặc là nó mua thuốc là cương cứng kêu bằng 30 phút cả tiếng tiếng luôn có sử dụng rồi. Có cả tiếng luôn. Có sử dụng tiếng rồi thì đó thầy phải bán về đường để ok gì đó cái vô có loại thuốc đó, biết đâu quậy vô thầy uống lúc đó thầy sao cũng chịu cốm nổi. Phải làm sao mà có một người đó nữ được không? Thì đó thì chính là nó bỏ hút vô rồi, nó đã đưa người đó vô rồi thì phải sao? Phải xử. Chuyện gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà đừng có để vậy. Đúng không? Cái gì để tự nguyện đi à? Tự nguyện đi. Chương trình gì hả? Thôi Tết thì không làm chương trình nữa, giờ thầy ước mơ chùa mình không thiếu cái gì hết, bánh, trái cây, mứt, kẹo, lì xì, thầy tặng ai cũng có tiền bỏ vô lì xì tặng họ để lấy lộc. Kế tiếp là bánh, mứt, hoa, bông mai, bông đào, tất cả các gì cũng có nghĩa là Tết năm nay mình lớn nhất trên bao nhiêu năm Tết khác là vui. Rồi bao nhiêu người khán giả, Phật tử, những người quay phim cũng đầy đủ rồi, Phật tử cũng đầy đủ. Nhất là thế giới về truyền thông báo chí có mặt hết, cùng với thầy chúc phúc thầy tụng thời kinh và cùng nhau để chúc phúc thầy cho một cái lộc đầu năm. Năm mới thầy có muốn gửi lời chúc chi tới tất cả mọi người không? Để tháng đó chúc luôn. Tháng đó là thầy chúc phúc là sắp tới rồi, để ngày đó mình chúc nó đặc sắc và hay hơn. Còn mình chúc trước thì cái này đã nói đến đây là nay là trong mùa chuẩn bị là lo trang trí về hoa đăng nè, đèn, những cái lồng đèn chẳng hạn có những cái lồng đèn đó là mới nè, hay cận trăm cái lồng đèn đó đẹp nè, màu đỏ nè, rồi những cái đèn về trang trí xung quanh chùa, trước chùa mình, trước đường mình có những cái đèn chớp tắt nè cho đẹp nè, rồi những cái trang trí sơn phết lại những cái gì mà nói còn tượng Phật thì mình được tắm Phật, mình làm sao cho Phật sạch sẽ và tắm rửa cho nó mát. Rồi kế tiếp nữa bàn ghế mình cũng phải làm gì cũng được mới và đẹp. Rồi chùa mình có cái gì thiếu khốt thì Phật tử đóng góp thầy, chứ thầy không nói cái gì nữa. Lòng tham nhiều quá nó lại tham, người ta đời người ta tham, mình còn tham hơn nữa. Mấy kinh kệ là họ tặng cho thầy là thầy cái này mua? Thầy mua hết, này là thầy mua từng cuốn, còn này thầy mua nguyên bộ. Hiện giờ trong đây thì có trên 100 bộ kinh khác nhau, thì mỗi một kinh thì nó trong đây thì quý vị quay sẽ thấy hết cái tên luôn. Thì 100 cái bộ kinh này chính thầy học từ nhỏ lớn, mà trong đó hổm chùa mình do không có tủ đốt hết trên 3.000 cuốn kinh. Rồi mỗi bộ kinh cũng khác nhau, thầy học từ nhỏ lớn, học 100 bộ luật Việt Nam, luật pháp lý nhà nước và tất cả các loại kinh khác. Rồi vậy thôi được rồi. Rồi còn các miếng giấy màu vàng vàng đó là miếng... Cái này là giấy tăng tịch là họ dưới tỳ kheo. Rồi ở bên Campuchia mới cấp là Giáo hội Phật giáo Ma Ha Dinh Việt Nam mình là Chủ tịch Hòa Thượng Thích An Đạt. Đây là giấy bổ nhiệm trụ trì của chùa Phước Khánh Tự, thầy trụ trì của chùa Phước Khánh Tự ở Campuchia. Còn cái giấy này là chứng điệp tăng ni, và cái giấy này khai khế là nhập quốc tịch và khai khế đi được cả nước Campuchia, không cần giấy chứng minh và căn cước của Campuchia. Có nghĩa là khai khế là chung nhất, đi tới đâu là coi như vua. Nhưng mà vừa rồi con có nghe một cái clip nói là trụ trì ở bên Campuchia nói là không có cấp giấy cho thầy mà. Không, cái đó tại vì ông thầy này nhiều lần ông nghịch với thầy, với ông chưa vô giáo hội và ông chưa có bổ nhiệm trụ trì, cũng chưa có bổ nhiệm làm chức sắc gì trong giáo hội, là ông tại vì ông theo cái hướng ông là qua lại với Thượng tọa chân tính. Rồi ổng có những cái hành động là mở khóa tu tại chùa ổng, rồi ổng gì cũng tiền cũng nhờ chùa Pháp tài trợ, hay nghĩ ổng với liên kết với chùa Pháp tự bịa đặt ra mà làm một cái clip nói về thầy cho xấu thật xấu. Chứ còn thầy là giấy tờ gì cũng phải qua thầy hết thì là hiểu. Còn cái đó là cái gì vậy thầy? Ngày giấy bộ gì? Cái là bạn sự như ý. Đâu? Cái trên đây này nghe chỗ bạn suy nghĩ màu đỏ đỏ này. Cái đó là cái lọc á, hồi Tết năm ngoái. Cái này là họ nè. Thường Tết. Ở đây không có. Ta có vàng gì tất cả loại vàng giả. Rồi trong đây có đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, rồi nếp, rồi gạo, là nói tượng trưng cái Tết là đầy đủ thức thức ăn. Là lúc nào cũng có đồ để nấu chè nè, đồ lá ghim nè, là đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, và kế tiếp là gạo và nếp và bắp, để là tượng trưng. Rồi vàng, những cái khẻ vàng là Tết năm mới mình cũng đầy lọc, đầy tài, đầy đầy đủ các hoạt chất. Cái này năm quá không phải bùa, còn ở dưới là tỏi, những cái cục tỏi để chừa gì không, không bùa phép cho thấy tỏi họ sợ họ văng ra. Không quý gì coi tivi.